Long Vũ là con Vân Dung nhưng không bao giờ được xin vai diễn, đi cắt tinh trượt gần 20 lần, về trách bóc mẹ nhưng không được giải quyết. Mẹ ơi, nói thật hay là bởi vì con xấu quá thế nên là không ai chọn con vào vai hả mẹ? Không, tự nhiên lại hỏi thế. Tự nhiên lại hỏi thế. Con buồn cười nhỉ. Kinchana tên neng 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 neng. Long Vũ vừa nói rằng là quá trình cắt tinh của em ấy. Dạ. Kể từ khi em đang từ là năm 2 sinh viên đúng không? Vâng. Cho đến cái thời điểm hiện tại thì đã có những thời điểm là 16 phim em đi cắt tinh trượt. Vậy thì sau mỗi lần đi cắt tinh trượt thì em có tự hỏi rằng là, tự đặt ra câu hỏi là tại sao mình lại trượt nhiều đến thế không? Thật ra là mấy lần đầu tiên trượt thì em còn hay về hỏi mẹ là lý do tại sao lại trượt, thì mẹ em chỉ bảo là do con chưa đủ tốt thôi. Nhưng mà đến tầm khoảng lần thứ 7, thứ 8 đổ đi là em bắt đầu cứ lẳng lặng em về em đi vào phòng thôi chứ em không dám nói gì cả. Cho đến tầm khoảng lần chắc em nhớ là lần thứ 12, 13 gì đấy. Lần đấy mình ức buồn ra hỏi mẹ câu, mẹ ơi, nói thật. Hay là bởi vì con xấu quá thế nên là không ai chọn con vào vai hả mẹ? Không, em hỏi như thế thật. Đến thật ra mẹ em cũng sẽ định trả lời là bởi vì con chưa đủ tốt thôi, nhưng mà tự nhiên mà em hỏi câu đấy xong mẹ em bị kiểu không, sao tự nhiên lại hỏi thế? Tự nhiên lại hỏi thế. Con buồn cười nhỉ. Xong rồi mẹ em bắt đầu lấy ví dụ là con nên nhớ này, có rất nhiều những diễn viên không cần đẹp, cái quan trọng là người ta có tài. Ví dụ như này, chú Thắng này, mẹ này, hay là tất cả cô chú trong nghề. Mẹ lấy ví dụ ra là đấy, mọi người có đẹp đâu nhưng mà mọi người có tài, mọi người cực kỳ giỏi và mọi người duyên. Thì tại sao con cứ có cái suy nghĩ rằng là con không đẹp hay con không được vai, hay suy nghĩ là bởi vì con chưa đủ tốt thôi. Thì mẹ em đưa ra những cái lời khuyên mà an ủi em rất là hay. Nhưng mà đợt đấy cũng buồn nhiều lắm anh. Buồn nhiều lắm anh. Bị tủi thân ý anh. Nhưng mà cái thời điểm đấy là cái dạng vai em đi cắt thì là dạng vai gì? Dạng vai nam thần à? Hay là tổng tài, hay là dạng vai gì mà lại phải liên quan đến vậy? Em nói thật với anh luôn là gần như tất cả đi casting là em không biết dạng vai em cắt là gì. Em chỉ biết cầm và đọc kịch bản. Em nên diễn theo những gì em hiểu thôi. Nhưng mà 100% 17 phim em đi cắt là em đến em thấy các bạn mặc quần Âu, giày Âu, sơ vin, xong tóc vuốt bóng lộn, cao toàn 1m8, 1m9, em đến em bị nhợt ấy anh. Em bị hoảng ấy, xong rồi nhìn em trông anh cảm giác nó bị hơi bẩn ấy. Hơi bẩn bị ngại ấy. Tức là ngoại hình thì có vẻ là hơi lép vế so với lép vế so với các bạn ấy. Xong mình em nhìn kiểu ủa sao mọi người đẹp trai thế nhở, bị xấu hổ ấy anh. Nhưng mà rất may là mặc dù là mình biết là so với ngoại hình mình không bằng các bạn, nhưng mà em lại có một cái tư duy đấy là khi em lên diễn là em sẽ bỏ những cái đấy ra khỏi đầu em. Em chỉ biết là em sẽ diễn để em lấy cơ hội cho mình, thì em sẽ bỏ những cái đấy ra khỏi đầu để nó không ảnh hưởng đến cái việc casting của em.